Những sự thật thú vị về nguyên tố hóa học beri. Beri có số nguyên tử là 4 và có 4 proton trong hạt nhân, nhưng nó cực kỳ hiếm cả trên trái đất và trong vũ trụ. Beri là một kim loại màu xám trì với nhiệt độ nóng chảy rất cao ở 1287 độ C. Beryllium thô trong không khí có độc tính cao. Beri còn bị coi là chất gây ra ung thư phổi ở những người tiếp xúc trực tiếp thường xuyên. Mặc dù có độc tính, nhưng nguyên tố này rất hữu ích. Nó là một trong những kim loại nhẹ nhất và có điểm nóng chảy cao nhất trong số các kim loại nhẹ. Module đàn hồi của beri lớn hơn thép khoảng 1/3 lần. Beri không từ tính và bền với axit nitric đậm đặc. Nó cũng có khả năng dẫn nhiệt vượt trội và chống lại quá trình oxy hóa trong không khí ở nhiệt độ bình thường. Vật liệu chứa beri được sử dụng để chế tạo điện thoại di động, các thiết bị cầm tay khác hay cả máy bay, tên lửa. Theo NASA, beri là thành phần chính được sử dụng để tạo gương trong kính viễn vọng không gian James Webb.